phải công nhận một điều rằng, trẻ con thời nay quá sung sướng khi được sống trong một môi trường xã hội đầy đủ về vật chất. Gia đình hiện đại cũng chẳng đông con nên bọn trẻ luôn được bố mẹ yêu thương và cưng chiều, muốn gì được nấy. Tuy nhiên, chúng cũng gặp nhiều áp lực khác nhau, mà một trong số là áp lực học hành thi cử. Minh chứng rõ ràng nhất đó chính là câu chuyện của chị Xia Linh người Trung Quốc dưới đây. Chỉ có một cô con gái, hiện cô bé đang theo học một trường tiểu học trong thành phố. Dù chỉ mới lên 8 tuổi thế nhưng cô bé phải học ngày học đêm, hết ở trường lại đến ở lớp học thêm. Dù chỉ mới lên 8 tuổi thế nhưng cô bé phải học ngày học đêm, hết ở trường lại đến ở lớp học thêm. Án Minh hỏi. Biết con cực khổ, người mẹ cũng không bắt con học nhiều, luôn nhắc con rằng sức khỏe là điều quan trọng nhất. Thậm chí nhiều hôm thấy con học hành vất vả quá nên chỉ bắt cô bé đi ngủ, không phải làm bài tập gì nữa. Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, đồng thời bài tập cũng chất động, cô nhóc đổ bệnh và phải nhập viện để điều trị. Sau khi tình hình trở nên khá hơn, cô bé xin mẹ xuất viện để được đi học vì sợ bỏ lỡ kiến thức không theo kịp được bài giảng trên trường. Người mẹ lúc này dù muốn con khỏi ốm hẳn nhưng trước sự quyết tâm của cô bé nên vẫn mềm lòng đồng ý. Chuyện không có gì đáng bàn cho đến vài hôm sau, chị Xia Linh bất ngờ nhận được tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm gửi vào nhóm chat của các bậc phụ huynh. Cô giáo khen tất cả học sinh đều chăm ngoan, làm bài tập về nhà đầy đủ, riêng con chị Xia Linh bị phê bình vì cô bé không làm bài tập, kết quả học tập trở nên sa sút những ngày qua. Đồng thời yêu cầu chị Xia Linh giải thích vì sao điều này lại xảy ra. Không cần giải thích dài dòng, chị Xia Linh gửi hình con gái đang nhập viện vẫn làm bài tập lúc ở viện. Hình ảnh chụp con gái chị Xia Linh hôm ở viện, mặc dù đang ngồi ở ghế và tay vẫn truyền dịch nhưng cô bé không quên mang bài tập đến để làm. Khi nhìn hình ảnh ấy, cô giáo không thốt lên lời, các bậc phụ huynh khác cũng im lặng. Chị Xia Linh gửi hình con gái đang nhập viện vẫn làm bài tập lúc ở viện. Ngay sau khi bài đăng được đăng tải, cư dân mạng đã bày tỏ phẫn nộ trước cách hành xử của cô giáo. Đồng thời cho rằng các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo nên tiết chế việc làm bài tập về nhà, đừng để con trẻ sống trong áp lực học hành thi cử. Đừng chú ý quá nhiều đến kết quả học tập của con, khiến con thêm căng thẳng. Đó không phải vấn đề quan trọng nhất. Thay vào đó, bạn hãy quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của trẻ, từ sở thích, cảm xúc đến chuyện bạn bè. Kiểm soát không phải cách để mối quan hệ phát triển. Bạn hãy lắng nghe con, chia sẻ những điểm chung và cùng tạo ra những ký ức hạnh phúc. Theo sở hữu.